Cái bài pháp thoại ngày hôm nay có cái tiêu đề: Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây. Các vị cùng nhắc lại theo sư cái câu này, chúng ta ghi nhớ cái câu này để chúng ta có thể thực hành nó trong đời sống hàng ngày. Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây. Cái bài pháp thoại này của sư đó, sư muốn dành cho các quý vị như là món quà tạm chia tay với các quý vị sau cái khóa thiền 2 ngày ngắn ngủi này tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 1/4/2018. Đây là cơ hội hiếm hoi, hy hữu mà chúng ta gặp nhau và giúp nhau trên cái con đường đi tới giác ngộ, giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi, thoát khỏi khổ đau phiền não hoàn toàn ở vĩnh viễn. Như chúng ta biết, chúng ta gặp nhau là vô cùng khó khăn, hy hữu. Bởi sao? Bởi bản thân cái việc trở thành con người đó, như chúng ta đang ngồi ở đây đó, để có thể lắng nghe được giáo pháp, để có thể lắng nghe được chánh pháp, để có thể thực hành chánh pháp là vô cùng hy hữu. Mà cái câu chuyện này sư muốn các vị khắc sâu vào trong tâm cái hình ảnh, câu chuyện mà Đức Phật dùng để mô tả cái sự hy hữu, hiếm hoi của cuộc sống con người, khó khăn như thế nào có thể đạt được. Và sư không ngừng nhắc lại câu chuyện này. Không phải là các vị đã biết, mà sư cố tình trong vòng mấy ngày hôm nay liên tục nhắc lại này, để không những các vị biết mà các vị phải nhớ trong tâm câu chuyện đó. Nó sẽ giúp cho các vị biết trân trọng, trân quý từng cái giây phút cuộc sống mà các vị đã có, đang có. Đó là hình ảnh con rùa mù 100 năm cứ ngoi lên trên mặt biển và chúng đâm trúng cái lỗ trên cái khúc gỗ trôi dạt trên biển mênh mông bát ngát như vậy. Cứ lặn lội, cứ 100 năm ngoi lên một lần, ngoi lên một lần, ngoi lên một lần, ngoi lên một lần, ngoi lên một lần. Cho đến một lúc khi nào đó, năm sáu, đủ nhân rủ duyên và nó chọc trúng cái lỗ đó. Cái cơ hội đó là vô cùng khó khăn. Các vị cứ hình dung, cứ tưởng tượng, cứ nhớ đến cái câu chuyện đó, cứ hình ảnh, cứ chăm tư duy về cái câu chuyện đó, xem nó khó đến mức nào. Mình phải lặn ngủ bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu kiếp như thế nào để có thể hội đủ nhân duyên để có thể chọc trúng được cái lỗ đó. Một cái gỗ trôi dạt trên biển như vậy, cơ hội gần như bằng không, nhưng mà lại không phải bằng không. Và bằng chứng là các vị đang ngồi đây, nhưng các vị không ý thức được cái điều đó thôi, cho nên các vị sử dụng cái thời gian của các vị một cách rất là lãng phí. Cơ hội lặp lại làm người chúng ta lại khó như vậy. Chúng ta biết là chúng ta chết đi thì chúng ta lại lặn ngục như con rùa mù đó. Dưới cái đây lặn ngục như thế, là mỗi cái lần lặn ngục như thế là một kiếp sống đó. Mà kiếp sống không phải làm người đâu. Kiếp sống làm gì? Súc sinh, trâu, chó, lợn, gà, có đủ các thứ. Rồi thì các kiếp sống trong địa ngục, các kiếp làm ngạ quỷ, các kiếp làm Atula, còn kiếp làm người và làm chư thiên ấy, thì hy hữu vô cùng. Và khi các vị chết đi đó thì các vị lại trở thành những cái đó, và cơ hội tái sinh trở lại làm người ấy, nó khó. Mà Đức Phật dùng cái hình ảnh như là con như giọt nước trên đầu ngọn cỏ so với nước của biển lớn đó. Sư nhắc lại câu chuyện cái hình ảnh đó và muốn khắc sâu vào trong tâm các vị. Không phải là các vị đến đây để nghe mỗi hôm có một bài gì mới, cái bài gì lạ. Sư không có cái sư có thể nói mãi cũng như Đức Phật có thể nói, nhưng mà chỉ trong vòng 2 ngày đó, sư muốn các vị nhớ lấy một vài cái điều gì đó thật là cốt tủy, thật là cốt lõi. Và cái đó nó sẽ giúp cho các vị mãi mãi về sau. Chứ không phải các vị nghe sướng cái lỗ tai, các vị ra về hoan hỉ xong rồi quên hết, chả biết làm cái gì. Sư hy vọng là cái hình ảnh này sẽ khắc sâu vào trong tâm trí các vị. Và các quý vị sẽ trân quý từng cái giây phút mà các vị đang có. Khi các vị đang trân quý từng cái giây phút đang có hiếm hoi như vậy rồi đó, thì các vị câu hỏi tiếp theo đối với các vị sẽ bảo ta phải làm gì mới thật sự trân quý được. Đừng để lãng phí, đừng để phung phí cái giây phút đó. Thì một cái hy hữu thứ hai,
một cái cơ hội thứ hai vất vả hữu nữa lại cũng có mặt đối với các vị đó. Các vị có cái cơ hội hy hữu làm người rồi, khó khăn rồi mà các vị thành tựu cái đó rồi. Bây giờ một cơ hội thứ hai nữa đó, cũng khó khăn không kém. Đức Phật khẳng định cái điều đó là được nghe chánh pháp. Cái cơ hội gặp Đức Phật hy hữu vô cùng nữa đó. Nhưng mà chúng ta Đức Phật mất rồi thì chúng ta biết chắc là tại thời điểm này chúng ta không còn cơ hội gặp nữa. Khó lắm. Gặp Phật, Đức Phật, gặp trực tiếp Đức Phật khó vô cùng. Và cái cơ hội gặp chánh pháp của Ngài còn để lại trên thế gian này cũng khó như vậy đó. Làm người cũng khó như vậy, làm người trở thành người khó, gặp Đức Phật khó, gặp chánh pháp khó, mà các vị là đại thành tựu cái đó. Thế mà các vị gặp chánh pháp, được gặp chánh pháp, đây là cơ hội hy hữu thứ hai mà các vị có trong tay, có thành tựu. Thành tựu có trong tay. Vậy chúng ta sử dụng cái giây phút quý hiếm đó như thế nào? Để làm gì? Để có thể tận dụng được cái cơ hội đó. Chẳng nhẽ chúng ta hiếm như thế, được làm người khó khăn như thế, rồi lại gặp Phật Pháp như thế, mà chúng ta bỏ rơi đánh mất cái cơ hội hay sao? Rồi để đến bao nhiêu kiếp nữa chúng ta mới làm người, rồi lại bao nhiêu kiếp nữa chúng ta lại gặp chánh pháp à, để mà hiểu ra lẽ phải, mà để mà thấy ra con đường để mà đi. Đi đâu? Thấy con đường đi đâu? Con đường thoát khổ. Tại vì thực sự chúng ta ngồi đây, một trong nhiều nguyên nhân như sư đã nói là các phước báo các vị đã tạo ra thiện nghiệp trong muôn muôn ngàn các kiếp đã đầy. Nhưng một trong những cái thôi thúc các vị đến đây nữa à, chính là cái khổ. Cái khổ các vị muốn tìm cách thoát khổ. Hoặc các vị có một cái cảm giác gì đó, một cái nỗi niềm gì đó trong thâm tâm nó không rõ ràng, nó mờ mờ mịt mịt à, nó thúc đẩy chúng ta đến những cái buổi gặp gỡ như thế này, thực hành như thế này, để chúng ta tìm một cái mong cầu, tìm ra được một con đường nào đó để giúp giải quyết một cái vấn đề mà chúng ta đang gặp trong cuộc sống. Có phải vậy không? Có người thì chưa cảm thấy thực sự cái khổ sở đó à, vì người ta đang tạm thời sống trong cái điều kiện hoàn cảnh tốt đẹp, nhưng mà người ta cũng muốn tìm đến đây, ví dụ như muốn là để nâng cao khả năng tập trung chẳng hạn, đúng không? Rồi thì muốn có cái khả năng là giảm bớt tham sân si, giải quyết những cái vấn đề trong quan hệ gia đình, giải quyết những vấn đề trong công việc, vân 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 vân. Nhưng đằng sau tất cả những cái đó, cái mong cầu đó thì vẫn là cái gì? Thúc bách của nỗi khổ. Đã sinh ra là khổ. Đã sinh ra khổ. Vậy cái cách cái thời gian còn lại của chúng ta, quý hiếm còn lại của chúng ta đó à, thì chúng ta lại có một cái phước báu lớn vô cùng là đã gặp làm người và đã được học Phật pháp, giáo pháp của Đức Phật à, để chúng ta có thể tìm ra con đường, đi trên con đường để chấm dứt cái sự khổ đau này. Thì chúng ta biết chắc chắn là đã sinh ra là khổ. Sinh ra là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, oan gia hội là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu bất đắc là khổ. Và cái câu quan trọng nhất nhé, ngũ thủ uẩn này là khổ. Chốt lại cái câu như vậy, chốt cái điều ấy có nghĩa là gì? Tất tần tật là khổ. Đấy là cái chân lý thứ nhất mà Đức Phật chỉ ra cho chúng ta. Và chúng ta phải dành cái thời gian quý báu hy hữu của chúng ta có được đó để liễu ngộ cái chân lý này. Liễu ngộ cái chân lý này. Để chúng ta không có gì ảo tưởng, mơ hồ, tìm kiếm bất kỳ cái gì khác à, trong cái tam giới này. Vì tất cả trong tam giới này đều là gì? Đều là cấu tạo, là tạo từ ngũ uẩn cả lên. Và đã ngũ uẩn là khổ thì trong tam giới này chẳng có cái gì ra khỏi khổ. Mà chúng ta cứ cầu tìm nương tựa, bám víu vào những thứ khổ thì chắc chắn là gì? Kết quả dẫn đến cái gì? Khổ. Từ khổ không thể dẫn đến lạc được. Cho nên là chúng ta phải biết chắc chắn cái điều đó về mặt lý thuyết đã, rồi sau đó chúng ta thực hành nhé. Ai cũng biết là khổ, nhưng mà thực ra mới biết là cái mặt, mới biết là mặt cảm thọ, và thỉnh thoảng mới biết, biết khi nào đau thì biết là khổ, xong là quên mất. Không biết cái lúc bình thường cũng là khổ, tại vì nó sẵn sàng lúc nào nó xảy ra chuyện đau khổ đối với chúng ta.
Như vậy là cái chân lý đầu tiên mà chúng ta phải dành thời gian quý báu của chúng ta để liễu ngộ, đó là chân lý về khổ. Rồi chúng ta biết Đức Phật còn chỉ ra không phải chỉ khổ, mà chúng ta quan trọng là Đức Phật đã chỉ ra chúng ta cái nguyên nhân của khổ là gì? Là tham ái và vô minh. Tham ái và vô minh. Và cái sự diệt khổ nó có mặt hay không, có tồn tại hay không? Và Đức Phật chỉ ra một cách rõ ràng là có. Thế nếu mà không có thì mọi sự trở thành vô nghĩa, đúng không? Mọi cố gắng trở thành vô ích, đúng không? Nó phải có một cái đích đến, có một cái nơi không còn đau khổ, không có hoàn toàn vĩnh viễn, thoát khỏi đau khổ. Và đấy chính là Niết Bàn. Nó nằm ở ngoài cái tam giới này. Tam giới gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là ra khỏi tam giới. Như vậy là khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ, và quan trọng nhất sự đóng góp của Phật giáo mà đa phần mọi người không biết, hoặc biết nhưng mà không nhớ, nhớ nhưng mà không thực hành, thực hành nhưng mà không đến nơi đến chốn, là gì? Là đạo đế, tức là bát chánh đạo, con đường dẫn tới Niết Bàn, con đường chấm dứt khổ đau hoàn toàn và vĩnh viễn, con đường chấm dứt sinh tử luân hồi, bình yên mãi mãi, hạnh phúc tối thượng. Toàn bộ thời gian mà chúng ta có được hy hữu của cuộc sống này đó, hãy dùng vào việc đó cho chính bản thân chúng ta. Vì đau khổ đã quá nhiều, đau khổ đã quá đủ. Đức Phật dùng cái hình ảnh gì để mô tả cái đau khổ chúng ta đã quá nhiều, đã quá đủ, để dạy cho các vị tỳ khưu đó. Các vị tỳ khưu hỏi có ví dụ gì không, có cái cách nào không, tưởng tượng ra được không những cái thứ đó. Đức Phật bảo khó lắm, nhưng các vị nài nỉ, Đức Phật nói cho một ví dụ. Đức Phật cũng nói là các vị so sánh nước mắt các vị đổ ra, máu các vị đổ ra vì những khổ đau mà các vị đã trải qua trong các kiếp sống luân hồi từ vô thủy đến nay đó, nhiều âm châu à? Cứ nói miệng, cứ nói theo quan tính vậy rồi chả hiểu mình nói gì nữa. Năm châu tức là nhiều hơn năm châu núi à, châu à? Nhiều hơn nước ở biển, nước ở biển nhiều hơn, nước ở biển nhiều hay nước mắt có các vị nhiều, nước ở biển nhiều hay máu có việc đổ ra vì khổ đau nhiều, cái gì nhiều hơn? Nước mắt của chúng ta, máu của chúng ta đổ ra khi mà chúng ta làm người trộm cướp, rồi bị trói, bị đánh, bị đả thương, bị chém, bị giết, rồi thì làm trâu, bị làm chó, làm gà, làm dê, làm cá, làm những cái thứ bị chặt, bị chém, bị giết, bị hại, tất cả những công các kiếp đó. Nước mắt đổ ra vì đau xót, khổ đau, máu chảy ra vì bị đâm chém giết, giết hại, còn nhiều hơn nước của cả bốn biển. Và Đức Phật nói rằng là đã quá đủ rồi, đã quá đủ rồi. Các vị hãy nhớ cái câu đó, nhớ cái hình ảnh đó, để có thể chấm dứt cái sự luân chuyển trong khổ đau này. Như vậy là chúng ta đã hiểu rằng là có cái cơ hội may mắn, có cái phước báo lớn lao vô cùng, không phải chỉ đối với một số người đấy nhé, không phải tất cả đâu. Thế cho nên gọi hy hữu, là gặp được chánh pháp này. Thế cái chánh pháp này đến với một số người thôi nhé, không phải tất cả mọi người có nghe được cái chánh pháp, nghe được cái chỉ dạy này của ngài đâu. Không phải tất cả các chúng sinh được cơ hội làm người đâu, rồi làm người lại nghe được cái chánh pháp này đâu. Rất là hy hữu đó, rất là khó khăn đó, rất là nhỏ bé đó. Nhưng mà các vị đang có trong tay cái cơ hội đó đó. Cơ hội đó, các vị đừng bao giờ để đánh mất cái cơ hội này trong khi chúng ta hãy còn sống. Hãy đừng buông cái cơ hội này ra, tại vì cái cơ hội này được lặp lại á. Vô cùng khó khăn. Tôi không biết phải nói bao nhiêu lần cái vô cùng để diễn tả được cái đấy nữa. Sức nói cả ngày cũng chả hết được cái sự vô cùng đấy đâu. Không bao giờ hết được đâu. Cho nên Đức Phật nói như vậy để chúng ta thấu hiểu. Sư một lần nữa trong nhân cái buổi này đó, sư khắc sâu vào trong tâm các vị, gieo cái hạt giống các vị để thấy rằng là cái sự khẩn thiết để tìm ra con đường thoát khổ đã quá đủ lắm rồi, đã quá đủ lắm rồi. Và cái cơ hội này nó lặp lại khó lắm, không biết bao giờ nó lại lặp lại.
Cho nên là thường xuyên hãy nghe lời Phật đi, đọc lời Phật đi, thực hành lời Phật dạy đi. Kiếp sau không có để mà làm đâu, không có để mà gặp đâu, không có, không có. Và rất nhiều kiếp 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 nữa rồi may ra như con rùa mù nó chọc, bao giờ các vị lại chọc trúng cái lỗ đó rồi các vị lại có cơ hội làm người. Làm người rồi cũng lại chưa chắc, sinh ở châu Phi cũng chẳng được gặp, sinh ở ngày Việt Nam lại cũng chẳng được gặp. Vài người như các vị do hiếm lắm. Rồi nếu mà sinh ở châu Phi thì càng cũng có, do châu Âu giàu sang vô quý thì cũng ít, hiếm vô cùng, không có cơ hội đâu. Cho nên các vị hãy trân quý từng cái giây phút các vị đó. Thế bây giờ trân quý để là liễu ngộ thế, nhưng mà cái về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng mà trong thực tế thực hành như nào, và cái này mới là quan trọng nhất. Đối với sư từ xưa đến nay bao giờ cũng vậy, cái câu hỏi làm cái gì, làm như thế nào, làm để làm gì trong từng giây phút đó mới là quan trọng. Chứ bây giờ toàn cho chúng ta cái toàn lời khuyên không ấy, rồi thì mô tả những cái điều đẹp đẽ vô cùng đó, rồi các thứ, rồi thì rồi bảo chúng ta làm những cái hành động đơn giản ấy, ví dụ ngồi cầu xin khấn vái gì đó mà lại thành tựu cái gì đó, thầy sư cũng đã làm rồi, nhưng mà hình như nó không phải, không phải. Cho đến khi gặp được cái giáo pháp của Đức Phật này, sư cảm nhận được nó là cái lợi ích thiết thực ngay trong kiếp sống này đối với bản thân. Và nó sẽ đặt niềm, do thấy có lợi ích ngay trong kiếp này trong bản thân, và thấy cho nên có thể đặt niềm tin rằng là những lời Phật dạy nó có giá trị, không phải chỉ trong kiếp sống này, nó xuyên suốt thời gian, vượt qua thời gian. Cho nên đặt niềm tin cái đó. Thì sư cũng lại nhắc lại những lời Phật ở đây để truyền đạt lại, truyền tải lại, truyền cảm hứng lại, thắp lên cái ngọn lửa trong tâm trí của các vị, gieo những hạt giống giác ngộ trong cái tâm trí của các vị, giúp các vị trên cái con đường cũng đạt được cái sự giải thoát, chấm dứt tình trạng nổi. Thế cái phương pháp thực hành đó là cái vô cùng quan trọng. Và cái Đức Phật cống hiến, Đạo Phật cống hiến cho nhân loại và chư thiên cũng nằm ở cái con đường đó, là cái phương pháp thực hành con đường trung đạo, bát chánh đạo đó. Chúng ta nhắc lại ở đây là gồm có những gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Sư nhắc lại những người biết rồi thì cố mà học, tranh thủ học thêm một lần, mỗi lần học là một người khác sâu nhé. Sư nhắc đi nhắc lại các vị phải nhớ thì các vị mới thực hành được. Các vị không nhớ, các vị không có thực hành, các vị làm điều khác nhé. Lời Đức Phật dạy thì không làm, lời ông hàng xóm, bà hàng xóm dạy thì làm. Và các vị biết rồi đó, các vị nó rủ nhau đi đâu các vị biết rồi đó. Không đến Niết Bàn được đâu, chắc chắn là như vậy, không thoát khổ đau được, phiền não được đâu, chắc chắn là như vậy. Tại vì người ta như mình như người ta, sao cứ phải nghe người ta được hả? Cho nên chúng ta nhắc ở đây là mỗi lần như vậy nhắc, rồi thì biết như vậy rồi phải nhớ, nhưng mà không phải chỉ nhớ ở cái mức độ thế đâu. Nói đến chánh kiến một cái mọi người bắt đầu lại hỏi đến như vậy, bảo làm sao chánh kiến, chánh là đúng đắn, kiến là thấy, thế là phải thấy đúng đắn. Thế thấy đúng đắn cái gì? Tứ diệu đế, chắc chắn là như vậy nhé. Cứ nói đến chánh kiến là phải có hiểu biết về diệu đế, ít nhất về mặt lý thuyết, ít nhất về mặt văn tuệ. Chứ còn chưa có những cái thứ đó thì đừng nói những cái việc tiếp theo cả. Từ đó thì chúng ta bắt đầu phát triển thêm cái tứ chánh tư duy là ly dục, vô sân, vô hại. Chánh tư duy. Rồi sao nữa? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hôm qua ôn rồi. Chánh ngữ là bốn cái là phải nhớ luôn. Mọi người phải nhớ chứ không phải là biết đâu thôi nhé. Nói thì biết rồi, hôm nay nói chánh ngữ đây. Phải nhớ, chứ chỉ muốn nhắc giúp cho mọi người nhớ, chứ còn không muốn mọi người biết thêm cái gì mới đâu. Các vị mà nhớ được cái điều này, các vị sẽ có ích trong đời sống ngay lập tức. Chánh ngữ gồm phải nó tránh nói dối, tránh nói lời hai lưỡi, tránh nói lời độc ác, và tránh nói lời phù phiếm vô ích. Phải nhớ linh linh trong đấy bốn cái, lần lần khi mà mở cất mồm, mở mồm ra nói, biết ngay là mình có phạm phải bốn cái điều này không. Mà mình không nhớ đấy thì làm sao mình biết có phạm không? Nó không nhớ trong đầu, khi người khác nói thì mới nhớ ra. Lúc đấy được cả ngày chúng ta đã nói gì lung tung từ sáng đến tối, có biết đâu, đã có biết là mình có phạm phải bốn cái đó đâu không. Tại vì bốn cái điều đấy nó có đâu cho đầu đâu, mà cái đó thì rất dễ nói ra, nhiều người cũng biết, nhưng bảo đọc lại thì người ta cũng đọc lại được, nhưng mà người ta không nhớ.
nhớ mới là cái quan trọng nhé. À, cái thông điệp thứ hai là duy nhất ở đây trong khắc sâu trong mọi người trong đầu ấy là cái gì mọi người còn nhớ không? Cái thông điệp là phải nhớ ít nhất là mức, chứ không phải biết, biết không đủ, phải nhớ, nhớ thì mới có thể thực hành được. Thực hành được mà phải thực hành cũng chưa đủ đâu, phải thực hành liên tục, thực hành liên tục cũng chưa đủ đâu, thực hành bao giờ nó có kết quả đầy thành tựu cả. Chứ đừng có biết ba cái thứ năng năng dựa ba đi ba cái khóa học rồi thì là hết nghiên cứu hết cái loại kia những cái thứ này rồi học rồi bắt đầu quen quen biết biết rồi bắt đầu lao vào vi diệu pháp này nọ cái thứ các cái khóa học đó thứ biết được thì tốt nhưng các vị phải nhớ đem ra áp dụng vào trong thực tế đời sống cơ thì nó mới bắt đầu có tác dụng. Và cái bước đầu tiên để áp dụng trong đời sống hàng ngày ấy, là phải nhớ đó, mình nhớ thuộc lòng cái thứ đó trong đầu thuộc lòng à chánh ngữ chánh nghiệp à, thân ba cái liên quan đến thân đấy phải nhớ chắc chắn luôn là cái gì không sót sanh không trộm cắp không tà dâm à chánh mạng là gì sống chung chung như thế nó cụ thể lắm đó chứ không phải chung chung là không nuôi sống bằng các tà mạng đâu chánh mạng là không nuôi sống bằng tà mạng thì đúng rồi nhưng mà cụ thể là gì chúng ta nhiều khi chúng ta phải nhớ để chúng ta biết chúng ta thực hành rồi thì sao sang cái đấy là liên quan đến giới đầu tiên là quan liên quan đến 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 tuệ đến giới bây giờ liên quan đến định là gồm có hả chánh tinh tấn là gì chánh tinh tấn chánh niệm chánh định tấn là gì hả siêng năng cần mẫn tham nhẫn hả tự mình cứ nghĩ ra thế hả 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 lời Phật dạy thì quên mất rồi hả cứ tự nghĩ ra đây cái thứ đó thôi cái thứ đó thì nó cũng chẳng sai đâu trong xã hội nó cũng chẳng sai đâu nhưng Đức Phật dạy như nào cơ để mà làm ấy cơ rồi lại từ cái đó xong lại phải xét áp dụng vào trong thực tế nó như nào từng lúc một cơ à, cứ về chánh chánh tinh tấn cứ phải kham nhẫn này cố siêng năng cố gắng thì các thứ đấy cứ chung chung như vậy hoài làm sao biết cái gì mà làm có ai nhớ không chánh tinh tấn là gì à liên quan đến bất thiện pháp và thiện pháp bất thiện pháp chưa sanh thì phải làm cho nó không được sanh ra đã sanh thì phải diệt nó đi rồi thiện pháp đã sanh thì phải làm cho nó phát triển chưa sanh phải làm phát sanh đấy mới là vẫn là lý thuyết chung đến lúc ra vào thực tế cụ thể pháp nào là thiện pháp nào là lành và cần phát triển pháp nào cần diệt là không biết mà bây giờ cái thiền minh sát của chúng ta nó sẽ giúp cho các vị đó nhé nhận ra các vị gì từ khi nhận ra cái đó rồi các vị bắt đầu loay hoay không biết cái này là thiện hay ác hay là bất thiện thì xong các vị bắt đầu mới quan sát đi quan sát lại xem đi xem lại cái lợi ích lợi hại của nó rồi các vị suy xét từ cộng với cây hướng dẫn các thứ dần dần các vị mới bắt đầu phân biệt được đó chứ các vị cái thô thì các vị nói được làm được cái bắt đầu các sang các vi tế là các vị sẽ lúng túng đó, không đùa đâu lúng túng nhiều đó không phải cứ nói là phân biệt thiện ác mà dễ đâu khó là phết đó khó lắm đó thế lấy một cái ví dụ thôi đơn giản ví dụ các vị biết là sát sanh giết người là bất thiện đúng không ác pháp đúng không là phải tránh xa rồi đúng không lý thuyết chung là như vậy cái thô như vậy biết bắt đầu sang vào bắt đầu vào trường hợp thực tế một cái là các vị bắt đầu nhiều ý kiến khác nhau này này bây giờ mà có một cái người có kẻ sát nhân đó, chuyên nghiệp đó nó sắp sửa giết cả nhà mình đó. Bây giờ mình có giết nó hả bắt đầu các vị bắt đầu lăn tăn suy nghĩ rồi đó không đơn giản đâu các vị có giết cái người đó nó sắp giết gia đình mình đó hay là giết cả làng đó thế nào xử lý ra làm sao chưa chắc sai đâu chưa chắc sai mà chưa chắc đúng đâu bắt đầu các vị không quan sát không tư duy không suy nghĩ không suy xét các thứ là những cái việc đấy các vị gặp phải là các vị lúng túng đó còn đấy là ví dụ thôi nhá còn nhiều cái thực tế trong hàng ngày nữa cái khác nữa là lười biếng hạ xuống đáng đi thì thiền hành thì ta ngồi đây ta làm việc khác cũng là thiện hai cái thiện cái nào thiện hơn cái nào ích lợi hơn chọn khó lắm không phải đơn giản thế nào đúng không?
Nên cái phân biệt thiện ác không có đơn giản tí nào, mà các vị phải thực hành nhiều, lặp đi lặp lại và có tác ý tư duy suy nghĩ, liên tập trung suy nghĩ tư duy vào những việc đó, may ra các vị mới bắt đầu dần dần mới sáng dần ra được. Không có câu trả lời dứt khoát nào ngay cho các vị cả đâu, các vị phải tự tìm ra câu trả lời. Các câu trả lời khác nó chỉ là những ví dụ thôi, trong trường hợp này thì nên như này, trong trường hợp như chỉ là ví dụ thôi. Trong thực tế nó muôn vàn các cái điều kiện, các cái hoàn cảnh nó xen vào đấy nữa, làm sao mà nó chả có trường hợp nào giống trường hợp nào cả. Cho nên cả cái khuôn mẫu nó khuôn mẫu chung thôi, còn cái trường hợp cụ thể các vị phải quyết định, và các vị rất dễ dàng quyết định nhầm sai lầm nếu các vị không có tác ý đúng đắn, bị suy xét kỹ lưỡng. Trở lại cái ví dụ cái người mà sắp giết cả nhà mình mà mình có giết người ta không, thì làm sao bây giờ? Không giết, người thì bảo giết, người bảo không giết, người nào cũng có lý cả, tranh luận thì có ghi hết ngày chẳng bao giờ hết. Thế vì sao chúng ta không quyết định được, chúng ta không loay hoay, chúng ta không biết đúng sai, là vì chúng ta chưa hiểu kỹ lưỡng cái lời Đức Phật dạy, chúng ta chưa thấm cái lời Đức Phật dạy. Chúng ta nếu mà chúng ta nhớ, chúng ta biết, nhớ trong đầu, thấm trong đầu cái câu của các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra đó, gieo nhân nào quả đấy đó, mà không thể thay thế, không thể ấy được, thì chúng ta sẽ biết cách hành động như nào. Chúng ta giết cái người sắp giết cả nhà đó là chúng ta sát hại một sinh mạng, và chúng ta phản giáo trả cái nghiệp đó, cái nghiệp quả đó chắc chắn nó sẽ ra. Nhưng đồng thời chúng ta làm sao cứu được cả nhà người ta, đấy cũng là một nghiệp, và cái nghiệp đấy cũng trổ quả, đúng không? Thế chúng ta sẽ hành động như nào, và nếu chúng ta hiểu biết rõ đấy thì chúng ta sẽ sẵn sàng hành động. Lúc đó thì hành động nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều khi chúng ta hiểu. Chúng ta lúc đấy là có sự lựa chọn. Chúng ta sẵn sàng chịu gánh cái nghiệp quả nào và để tạo ra cái nghiệp nào. Đúng không? Cái việc trả lời của chúng ta bắt đầu nó rõ hơn một chút rồi. Có phải vậy không? Do làm sao? Chúng ta thấu hiểu cái lời Phật dạy về nghiệp, về quả báu của nghiệp. Đúng không? Chúng ta không biết những thứ đó thì chúng ta phân biệt làm sao được. Chúng ta hiểu thấu đáo cái chuyện đó, tự nhiên chúng ta biết ngay, ta giết người này chắc chắn là cái ác nghiệp, tạo ác nghiệp một kiểu gì ta cũng phải trả cái nghiệp này, gánh cái nghiệp này. Nhưng ta có sẵn sàng không để ta cứu cả mạng người, cũng lại tạo một nghiệp thiện khác, và cái quả thiện này cũng cho quả. Vậy chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ bắt đầu có cái, cho nên chúng ta trong đời sư muốn nói là trong thực tế để áp dụng những cái điều được học vào trong thực tế là rất khó khăn, và chúng ta phải học dần. Thế tránh tinh tấn là như vậy, tiếp thế là tránh gì? Tránh niệm. Tránh niệm là gì? Thứ nhắc để các vị ôm trong đầu, để các vị có trong đầu, chốt trong đầu, chứ không phải dạy các vị điều gì mới đâu. Các vị mà cứ đến đây nghe lần sau, mà đến đây nghe sư đó, sư lại dạy cái thứ này đó, các vị có sẵn sàng ngồi tiếp nghe không? Vì sao? Lại một cơ hội các vị thuộc, các vị nhớ, các vị khắc. Hạt giống cũng vẫn hạt giống, cũng vẫn là hạt thóc đấy thôi, nhưng mà lại hạt thóc mới, cũng là hạt thóc, cũng vẫn hạt thóc, nó sẽ cho quả như lần trước, rồi lại thêm. Thế các vị có cảm cái ruộng toàn thóc để các vị gặt sau này, chứ còn gieo một lần thì nó ra một khóm đấy thôi, sau nó chỉ được một vốc thế. Bây giờ gieo nhiều luôn, các vị có cả ruộng. Cho nên đừng có ngại là lần sau lại nghe lại, lại nhớ lại, lại ngồi lại, ôn lại, lại khắc lại trong tâm nhé. Các vị khác nói cũng vậy thôi, các vị chịu khó lắng nghe, các vị khắc trong tâm những cái điều đó nhé. Các vị đang làm tạo thiện nghiệp đó nhé, lắng nghe pháp để hành theo mà tạo thiện nghiệp đó. Thế còn gì nữa? Chánh niệm là gì? Về nhắc lại. Thế là lời của sư. Sư giúp các quý vị nhớ cái phương pháp thiện tứ niệm xứ. Lời của Đức Phật dạy cơ, chánh niệm cơ, trong các bài kinh về bát chánh đạo, trong các bài kinh về tứ niệm xứ, trong các bài kinh đấy, nhiều bài kinh khác đó. Chánh niệm là các vị tỉnh thức thì này nọ, các vị nhớ chính xác cho sư cái lời Phật dạy nhé. Nếu chưa nhớ về sách ra, còn hôm nay thì sư nhắc các vị nhớ được thì nhớ, không nhớ các vị biết tìm nó ở đâu, tìm ở trong bài kinh liên quan đến bát chánh đạo, tìm đến trong bài kinh tứ niệm xứ đều có cả nhé, rất rõ ràng. Chánh niệm là gì? Là
quán thân trên thân, quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tập chánh nghiệp tỉnh giác để chế ngự tham ưu trên đời. Và trong đó ngài giải thích rất kỹ. Các vị muốn giải thích tứ chánh niệm là gì theo vi giải pháp tùy. Nhưng mà nếu các vị không nói được cái liên quan đến tứ niệm xứ ấy, thì chả giúp ích gì các vị. Các vị có thể giải thích chánh niệm là biểu hiện nó ra sao, đặc điểm của nó ra sao, nhiệm vụ của nó sao, chức năng nó ra sao, vân 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 vân. Nhưng mà nếu các vị mà không nói được đến tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, các vị phải quan sát đấy, từng giây từng phút, thì cái khái niệm của các vị chả có ích gì cho các vị. Các vị hiểu không? Cho nên phải nhớ lời Phật để mà thực hành. Các vị mà không nhớ cái lời Phật là Đức Phật dạy tứ chánh niệm là như vậy đó, mà các vị cứ suy luận theo cái kiểu kia đó, thì các vị biết đằng mô là các vị thực hành, đúng không? Mà nếu mà nhớ là chánh niệm là thân thọ tâm pháp, quán sát nhiệt tâm, chánh niệm tỉnh giác đó, thì các vị biết ngay là muốn cho chánh niệm thì chúng làm sao? Ta phải nhớ đến thân nó đang làm gì, thọ nó đang có thọ gì, tâm nó đang nghĩ cái gì, pháp gì nó đang hiện hữu. Nhớ đến đấy tức là chúng ta làm sao? Đang làm sao? Đang chánh niệm nó. Đang chánh niệm nó. Phải không? Bây giờ các vị cứ nói gì gì ở đâu, trong cái thân đang làm gì chả biết, ngồi kiểu gì chẳng hay, ngõ nghiêng ngả chẳng biết, nhìn ngó ngang ngó dọc thì cũng cứ ngó ngang ngó dọc chẳng biết là đang ngó ngang ngó dọc để làm gì cả. Tâm nó cứ chạy nhảy lung tung thì chả biết làm sao cả. Em sao gọi chánh niệm được? Không có cách nào giúp các vị chánh niệm được cả. Nhưng mà các vị nhớ lời Phật cái là các vị quay lại cái đó là các vị làm chánh niệm nhé. Đơn giản thôi. Còn chánh định cuối cùng là gì? Bốn cái tầng thiền đó nhé. Bốn tầng thiền đây là bốn cái mức độ định khác nhau. Và tầng thiền thứ nhất là phải có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc nhất tâm. Và đây là con đường dẫn đến Niết Bàn, chấm dứt sinh tử luân hồi. Còn trong thực hành cụ thể đó, trong thực hành cụ thể, mà khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ này này, đấy là cái bước thực hành cụ thể của bát chánh đạo. Cho nên cái bát thánh, cái tứ niệm xứ Đức Phật cũng gọi đây là gì? Con đường duy nhất giúp, tôi nhắc lại bảy cái lợi ích của các vị. Các vị phải nhớ trong đầu. Chỉ khi nào các vị thuộc được cái lợi ích, biết được cái lợi ích của nó, hiểu được cái lợi ích của nó, các vị mới thực hành. Còn các trường hợp khác, các vị phải hiểu được cái nguy hiểm, nguy hại của các pháp đó thì các vị mới tránh. Hai cái thứ đó các vị phải thường xuyên hiểu cái gì, biết cái gì, lợi ích hoặc là nguy hiểm. Lợi ích để mà làm, lợi ích nguy hiểm để mà tránh. Thì lợi ích của phương pháp thiền tứ niệm xứ này, phương pháp thiền minh sát này là đây là con đường duy nhất giúp thanh lọc tâm chúng sinh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Tất tần tật các thứ vấn đề trong cuộc sống nó khó chọn trong những cái điều này. Từ cái việc đời sống hiện tại đới sang đời sống tái sinh trong tương lai, cho đến cái lợi ích được hạnh phúc tối thượng trong cái chấm dứt sinh tử luân hồi, là cái đạo và quả, hai cái đạt được chánh trí, chứng ngộ niết bàn, hai cái đạo và quả đó là cái rốt ráo cuối cùng. Và những cái kia là trong đời sống hiện tại và giúp cho tái sinh tốt đẹp trong cảnh sống tương lai. Tất cả lợi ích nó nằm trong cái đó. Các vị, tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống nó đều liên quan đến cái đó. Các vị mà có vấn đề gì trong cuộc sống thì các vị quay lại cái con đường này, quay lại cái phương tiện này, quay lại cái này. Tuy rằng ngay lập tức ấy, nó chưa giúp được các vị đâu, nhưng mà làm sao? Nó gieo nhân để trong tương lai nó, cái điều tương tự các vị đang gặp trong cuộc sống ấy, nó không lặp lại hoặc không tệ hơn. Cái đó là cái quan trọng nhất. Chứ không phải các vị cứ nhớ đến thân thọ tâm pháp ngay một cái là mọi vấn đề được giải quyết ngay đâu. Và các vị đang làm gì? Gieo nhân để cho những vấn đề tương tự như vậy, nỗi khổ đau như vậy, những phiền não tương tự như vậy không phát sinh trong tương lai. Các vị hiểu cái cách thức như vậy thì các vị sẽ không làm sao? Không nôn nóng, không cầu mong cái hiện kết quả ngay lập tức, mà các vị cứ làm thôi, cứ gieo nhân thôi. Hôm trước vừa mới gieo nhân, gieo mấy hạt thóc, mấy hạt lúa ruộng, rồi hôm sau muốn ra gặt ngay thì không hiểu gặt cái gì. Còn chưa kịp đầy mầm ấy, bảo sao tôi gieo rồi mà nó chả ra kết quả gì cả. Thế chúng ta phải nhớ cái điều đó. Như vậy cái tứ niệm xứ này chính là cái mà chúng ta thực hành, chính là cái bát thánh đạo, vì nó dẫn đến giải thoát, dẫn đến Niết Bàn, con đường chắc chắn
ai mà muốn giải thoát, ai muốn lên bạc mà đã gặp được tín niệm xứ thì chắc chắn là đi đến đích, nếu các vị thực hành đúng, đi đúng và kiên nhẫn kiên trì, có vậy thôi, chắc chắn là dẫn đến niết bàn, không có nghi ngờ. Đức Phật khẳng định, tại sao nói là con đường duy nhất, và tại sao là sư nói rằng là trong bát thánh đạo thì có tứ niệm xứ, và trong tứ niệm xứ thì có bát thánh đạo. Cái đó về mặt chữ nghĩa thì nó có đấy, còn trong thực hành sư sẽ chỉ tiếp. Trong về mặt chữ nghĩa thì trong bát thánh đạo thì nó có ở trong chánh niệm đó, là tứ niệm xứ đó, đúng không? Thế còn trong tứ niệm xứ riêng, trong bài kinh tứ niệm xứ riêng không thôi đó, thì nó ở trong cái phần quán pháp đó, quán pháp của quán tứ thánh đế đó. Quán tứ thánh đế thì trong đó có đạo đế đó. Đạo đế thì là bát chánh đạo, bát chánh đạo thì nó lại nằm trong phần chánh niệm đi rồi. Cho nên có trong đạo đế, ở trong bát chánh đạo thì có tứ niệm xứ, mà trong tứ niệm xứ thì có bát chánh đạo. Và bây giờ chúng ta có một cái là tại sao chúng ta thực hành tứ niệm xứ thể minh sát, chúng ta tức là chúng ta đang thực hành bát thánh đạo và đang đi trên con đường giải thoát. Khi mà chúng ta có bắt đầu vun bồi cái chánh niệm đấy, đúng không? Chánh niệm tức là chúng ta đang vun bồi một trong cái yếu tố của bát thánh đạo rồi, đúng không? Chánh niệm tức là quan sát thân thọ tâm pháp, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác để chế ngự tham dục trên đời. Chúng ta bắt đầu thực hành cái đó, đúng không? Cái thiền minh sát tứ niệm xứ là chúng ta vun bồi cái chánh niệm đầu tiên, đúng không? Phải có chánh niệm đã. Chánh niệm. Và khi mà chánh niệm rồi đó, và bắt đầu chúng ta nỗ lực tinh tấn giữ cái sự quan sát, sự chánh niệm, sự tỉnh giác đó trên cái đối tượng đó một cách liên tục, một cách vững chắc đó, thì làm sao? Phát sinh ra định nó bắt đầu trưởng thành, định nó viên mãn. Tức là ta đang vun bồi cái yếu tố thứ hai ấy, trong cô bát thánh đạo ấy, đầu tiên là định rồi, và hai nữa là niệm chánh niệm, và thứ hai là chánh định. Và khi đạt được cái định đấy rồi đó, tức là khi một sự vững chắc liên tục theo dõi cái sự sinh diệt của các hiện tượng trên thân và tâm đó một cách vững chắc liên tục, nó sẽ phát sinh định. Cái định này sát na định gọi là sát na, tại vì chúng ta quan sát cái sự sinh diệt trong từng sát na của các hiện tượng một cách liên tục, bám chắc vào đó, trụ trên cái sự sinh diệt đó, theo dõi liên tục hết cái sự sinh diệt này sang sự sinh diệt khác, thì đấy là cái sát na định. Tức là tôi vun bồi hai cái yếu tố trong bát thánh đạo rồi, đúng không? Và khi đã có chánh niệm như vậy và có sự liên tục vững chãi và có định như vậy là bắt đầu làm sao? Tuệ minh sát nó đang phát triển. Chúng ta đầu tiên là gì? Phân biệt được làm sao? Danh và sắc. Rồi làm sao? Phân biệt được nhân duyên, nhân quả của các hiện tượng, mối liên quan giữa danh sắc nó tác động qua lại với nhau như nào. Ví dụ như là chúng ta khát nước thì đấy là cái cổ họng, cái tương tác giữa cái ấy nó tác động, nó bắt đầu nó có sự thèm khát. Sự muốn đầu tiên là cái cảm giác khó chịu của cổ gây ra cái, xong nó nảy sinh cái ý muốn tìm cái gì để uống, tức là từ gì, từ sắc, mà nó chuyển thành nó gây ra tác động là có cái nguyên nhân để có cái ý muốn là cái danh. Danh ấy thì làm sao ý muốn thì nó lại điều khiển cái thân, từ cái dân thanh nó lại sang sắc. Thân đi lấy nước uống, nước uống thì nó làm sao, nó lại thấy mát, nó thấy dễ chịu, thì nó lại tác dụng là có cái danh ở đó, tức là cái sự dễ chịu, cảm thọ dễ chịu đó, đúng không? Vân 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 vân, rồi thì phát sinh tham ái, phát sinh khổ đau, nó cũng từ đấy nó ra hết. Cứ thích một cái gì là uống cái đó, cứ tưởng sướng, nhầm tưởng thì tất nhiên tham ái, và chúng ta sẽ thấy như vậy. Chúng ta thấy làm sao? Đây là cái khi mà có chánh niệm rồi có định phát triển thì nó có tuệ giác bắt đầu phát triển. Đầu tiên là danh sắc, rồi thì nhân duyên, rồi thì làm sao? Tam tướng bắt đầu khổ vô thường vô não, là chúng ta bắt đầu thấy được cái phòng cái xẹp nó sinh ra diệt đi, nhấc bước đạp sinh ra diệt đi, rồi trong cái phòng cái xẹp này có cái nóng cái lạnh, nó cũng thay đổi, nó sinh ra diệt đi, cái nọ nó thay đổi cái kia, nó tiếp nối cái kia, nó chuyển thành cái kia, cái nọ nó cứ sinh diệt diệt như vậy. Và cuối cùng nó là tam tướng khổ vô thường, và cuối cùng dẫn đến các cái tuệ minh sát sau, và cái tuệ minh sát cuối cùng cái tuệ 14, 15 nữa là đạo và quả, 16 là cái xét lại vân vân, quan xét lại các cái quá trình này vân vân. Tất cả cái tuệ đấy là do có chánh niệm và có chánh định, cho nên nó đồng thời nó sẽ xuất hiện cái tuệ đó. Như vậy là chúng ta
vun bồi ba cái gì, ba cái yếu tố về về định ở trong bát chánh đạo. Và khi có định như thế thì bắt đầu có tuệ, tức là cái chánh kiến thấy rõ được bản chất của tất cả sự vật là khổ. Chúng ta liễu ngộ được cái khổ đế đó. Mà Đức Phật nói là ai 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 liễu ngộ được một trong bốn khổ đế, bốn trong cái tứ diệu đế đấy, thì ba cái đế còn lại sẽ thấu triệt theo liễu ngộ. À, để chúng ta liễu ngộ cái khổ thật sự nó đang cái sự bức bách, cái sự thay đổi, nó sự vô thường nó đang có mặt hiện hữu đó. Cái gì Đức Phật dạy rồi đó, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức là vô thường hay là thường? À, vô thường. Vô thường là khổ hay là lạc? À, cái gì vô thường khổ? Có thể có lý không khi quan sát cái đấy là ta, là của ta, là bản ngã của ta? Không thể. Và khi đã không thể như vậy, quan sát như vậy thì chúng ta có nên bám víu không? À, hay là từ bỏ nó đi? Đức Phật nói thẳng luôn, các vị từ bỏ nó đi, các vị được an lạc hạnh phúc đó. Có điều chúng ta làm sao? Như hôm trước sư nói đó, từ bỏ bằng cách nào? Cầm cái con dao được cắt ngang cổ cái gọi từ bỏ, bỏ cái thân xác này à? Chả thoát được, chết cái này làm sao, tái sinh luôn, chả biết đi đâu. Hả? Không phải từ bỏ một cách đấy được đâu, chết không phải là hết mà, có phải vậy không? À, thế từ bỏ một cách nào? Hôm trước sư nói rồi, bây giờ muốn nhắc lại để các vị chốt lại trong đầu đó. Các vị biết rồi chứ không phải biết rồi, nhưng mà các vị quên thì không nhớ rồi chứ. À. Từ bỏ bằng cách gì? Bằng cái gì? Cái gì giúp chúng ta từ bỏ? Hả? Trí tuệ, đúng rồi, còn có người nhớ rồi, sư mừng quá. trí tuệ gì ở đây? Trí tuệ về sự sinh diệt đấy, về vô thường khổ vô ngã đấy, thể nhập cái chân lý đó, chân lý đó, thực tại tuyệt đối đó, là vô thường khổ vô ngã, tất cả mọi sự trên thế giới này, mọi thế gian này đều là vô thường khổ vô ngã, chả ra khỏi cái đó cả, lúc nào nó thay đổi, lúc nào cũng biến đổi, và nó biến đổi nên là khổ. Khổ không phải chỉ là cảm thọ đâu nhé, không phải cảm thọ khổ mới là khổ đâu nhé, đấy là một cái khổ khổ thôi, còn hành khổ và hoại khổ nữa cơ. Cứ cái gì thay đổi, cứ cái gì hoại diệt là khổ, chứ không phải chỉ có mỗi cảm thọ khó chịu mới là khổ đâu, đau nhức mới là khổ đâu, à, buồn phiền mới là khổ đâu nhé. À, cứ biến hoại, cứ bức bách gì bất toại nguyện, thay đổi các thứ không còn nữa như cũ nữa là khổ. Khổ vô thường vô ngã, ba thứ đó là một, là cái thực tánh của các pháp, thực tánh của các pháp. À, nó chỉ là những cái tên gọi khác nhau dưới cái góc độ khác nhau để chúng ta quan sát để thấy biết, nhận biết nó thôi. À, chứ còn ba cái đó là một đấy. Thấy khổ thì phải thấy biết ngay nó là vô thường vô ngã, thấy nó vô ngã thì biết ngay nó là khổ và vô thường. À, thấy nó vô thường thì biết ngay nó là khổ và vô ngã, ba cái đó liên hệ với nhau. Nhưng khi mới bắt đầu thực hành thực tập như này này thì thỉnh thoảng là chúng ta lúc thì thấy khổ, lúc thì thấy nó vô thường, lúc cũng có lúc cảm nhận thì như là nó vô ngã đó. Nhưng hôm qua sư nói đấy, không biết là cái lưỡi nó nói hay là sư đang nói, quý vị có nhớ cái chuyện theo hôm qua không? À, muốn nói như vậy là cái lưỡi cơ lưỡi rồi cái cuống họng nó đủ thứ nó đang hoạt động phối hợp với nhau đó. Mà sư đâu có điều khiển mấy thứ đó. Cho nên cái tâm nó phối hợp với nhau, nó có ý định nói xong rồi nó làm cái gì kiểu gì ấy, chả biết nó có nó rút kiểu gì đó, nó thành lời nói đó, chẳng có sư nào ở đây nói đâu. À, còn những cái điều sư đang nói được ra ấy, lại phụ thuộc vào cái khác, cái đọc cái nhớ cái hiểu cái từ xưa đó tích lũy kiểu gì ấy. Bây giờ nó tuôn ra. Đó, có vậy thôi. Các vị quý vị cũng vậy thôi, chả khác gì sư. Như nhau hết. Các vị với sư như nhau hết. À, thế các vị mới hiểu. Rồi quan sát làm sao? Quan sát trong trong người, trong cơ thể chúng ta này này. Chúng ta có điều khiển không? Mà nó cứ thở ra, thở vô từ khi đẻ ra đến khi chết đi ấy. Ai đang thở đó? Hệ hô hấp ai đang điều khiển nó đấy? Tôi à? Ông, sư Viên Phúc đang điều khiển cái hệ hệ hô hấp của mình à? Thế còn hệ tiêu hóa thì sao? Nó cứ ăn, nó nhai, nó nuốt rồi ra nó chọn lên một vài thứ, nó làm răng, làm da, làm thịt, thì chỗ làm tóc, làm tiếp, nó tự chọn lên hết ấy, các nguyên liệu nó làm, nó xây dựng hết á, theo kế hoạch, theo chương trình, theo mật mã, theo gen, theo di truyền kiểu gì không biết. À, có phải vậy không? Ai đang làm những việc đó đó? Các vị à? Các vị điều khiển nó à? Hay các vị sao các vị nhận là cấp của các vị? À, cái thân này các vị nhận của các vị, tim gan phổi lá lách thì cũng của các vị hết. À,
Mình nhận nhận bừa, nhận ẩu, nhận đại đi. Rồi thì tranh nhau khổ đau, khổ sở cũng vì cái sự nhận, cái sự nhận bừa đấy thôi. À, sao nữa? À, nên sao? Hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ tất tần tật các thứ đó, nó cứ hoạt động vậy rồi. Mà ta thì cứ nhận đại đây là của mình, gì khổ sở cái đó. Nhá, nên chúng ta phải làm sao? Qua cái thiền minh sát này chúng ta quan sát, chúng ta thấy, chúng ta làm sao? Có cái định, có cái tuệ thì bắt đầu có cái chánh kiến. Chánh kiến làm sao? Tất cả đều là vô thường khổ vô ngã. À, khi có đã vô thường vô ngã thì chúng ta làm sao? Không còn chấp thủ, cho nên làm sao không còn tham nữa, không còn tìm kiếm nữa. Và khi không tìm kiếm, không chấp thủ, không mong muốn, không mong đợi đó, thì cái gì xảy ra nó cũng chấp nhận được. Cho nên là cái gì nó xảy ra mà nó bất toại nguyện đó, theo nghĩa từ xưa đấy, thì bây giờ nó cũng mất vậy thôi, nó không có bất toại nguyện nên nó không còn sân, nó không tham, không sân, nó vô hại. Có phải vậy không? Nó nhàm chán những cái dục. Thế thôi, thế là tránh tư duy. Tức là vun bồi cái gì xuất hiện. Hai cái yếu tố gì xuất hiện trong bát chánh đạo? Tuệ. Có định rồi bắt đầu sang tuệ là chánh kiến, chánh tư duy đó. Còn để thực hành được, vun bồi được cái có chánh niệm, chánh định hả? Rồi thì chánh tinh tấn hả? Để có cuối cùng nó có chánh kiến, chánh tư duy đó, thì chúng ta đầu tiên phải có giới. Có giới, không có giới thì không có những cái thứ kia, nó không xuất hiện được. Tức là chúng ta đã phải thực hành cái giới đó trước đó rồi, đúng không? À, và trong cái lúc đó thì chúng ta thừa hưởng cái quả của cái giữ giới tốt đẹp của chúng ta thôi. Tức là chúng ta đầy đủ cái gì? Trên trong từng sát na mà các vị đang thực hành thiền minh sát, minh sát Vipassana đó, từng giây phút các vị đang thực hành là các vị đang thực hành gì? Bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Cho nên là không có nghi ngờ gì nữa, đây là con đường duy nhất, con đường độc nhất dẫn đến Niết Bàn. Các vị có hiểu cái điều đó, nhớ chưa? Vậy lại đi tiếp một cái nữa, tiếp tục phải đi từng bước đi cụ thể dần. Từ cái nguyên lý đầu tiên chúng ta phải biết trân trọng từng giây phút cuộc sống. Thế bây giờ để trân trọng từng giây phút cuộc sống thì chúng ta phải biết đến những lời Đức Phật dạy, để mà sử dụng nó theo cái lời hướng dẫn, theo sự chỉ dạy của Ngài. Và Ngài thì hướng dẫn cái gì? Tứ Thánh Đế, và trong đó Tứ Thánh Đế thì là có cái cách thực hành, đấy là chính là Bát Thánh Đạo. Rồi chúng ta lại biết thêm là trong Bát Thánh Đạo đấy, thì cái bước thực hành mà chúng ta thực hành bây giờ, chúng đang được tiếp cận và đang được thực tập mấy hôm nay đó, nó có gì? Chánh niệm, tức là tứ niệm xứ, cái thiền minh sát đó. Thế bây giờ chúng ta lại tiếp tục, bây giờ lại phải đi vào cái mức cụ thể hơn nữa. Thế chúng ta thực hành thiền minh sát như thế nào? Thế chúng ta lại phải trở lại cái mà sư đã hướng dẫn cái buổi trong đầu tiên đó, là gì? Cái gì? Như thế nào? Để làm gì? Thế là chúng ta bắt đầu đi vào cái cụ thể, rất chi tiết, rất mạch lạc, rất rõ ràng, chứ không mơ hồ nữa, chứ không đại khái nữa, nói câu chữ rất hay nhưng chả biết phải làm cái gì. Thế bây giờ chúng ta ôn lại một chút để chúng ta nhớ thôi, chứ các vị biết rồi, hy vọng các vị biết rồi. Biết thì biết rồi, nhưng nhớ thì hắn còn có thể hắn còn chưa được rõ lắm. Nhé, là cái gì thì chúng ta phải nhớ làm sao? Nó chia là 3 phần. Một là thiền tọa, hai thiền hành, ba là thiền sinh hoạt hàng ngày. Thiền tọa thì có đối tượng chính là chuyển động phong xe của bụng. Các đối tượng khác là phụ, mà chúng ta lờ nó đi, mà không lờ nó được thì quay sang quan sát xong lại quay về. Đơn giản không? Rất đơn giản. Kỹ thuật thì chỉ như vậy thôi. Kỹ thuật chỉ có như vậy. Tương tự như vậy đối với thiền hành, thì làm sao? Chuyển động của bước chân, chia ra đơn giản để cho dễ đấy. Một là phải trái, hai là nhấc đạp, ba là nhấc bước đạp. Cứ chia ra thời gian để quan sát kỹ lưỡng, bám tâm ở trên đó. Đấy là đối tượng chính. Toàn tâm, toàn ý, toàn sức lực, toàn bộ thời gian của cái thời thiền đó, tập trung vào làm việc đó. Và những cái khác là phụ, nếu lờ được thì lờ, nếu không lờ được mà nó quấy nhiễu, chúng ta quay sang quan sát nó xong lại quay về cái đối tượng chính. Ở đây có một cái câu hỏi mà sư cũng nói luôn, trả lời luôn, có cái câu hỏi liên quan đến cái việc thực hành đó. Tức là con xin hỏi rõ lại là lại lúc hành thiền con chú tâm vào cảm nhận nặng nhẹ khi nhấc bước đạp, vậy có đúng không hay phải niệm
phải niệm nhất bước đạo. Các vị thấy thế nào? Hả? Các vị trả lời câu hỏi như thế nào? Theo các vị. Hả? Đây câu hỏi là các vị phải để ý đến, chú ý đến cái nặng nhẹ của bước đầu hay là các vị phải niệm nhất bước đạo? Cả hai. Tại vì cái nhất bước đẹp là cái niệm, là cái đầu tiên nó nhắc tâm thôi. Đừng có rời khỏi cái nhất đó, cái bước đó, cái đạp. Và trong cái bước cái nhất, cái đạp đó thì thấy cái nặng cái nhẹ như thế nào. Chứ không phải là làm cái nọ bỏ cái kia. Hả? Cái niệm này là rất quan trọng. Đừng có ngồi. Cái niệm này rất quan trọng đó. Trong phương pháp ma si mới có đó. Các phương pháp khác người ta không đề cập đến cái này đâu. Cái niệm này rất hay đó. Cái công cụ nó rất hay. Nó tách ra, nó làm cho ta biết rõ ràng là chúng ta đang quan sát. Chứ chúng ta không phải hay biết một cách như là người thường cũng hay biết, chó mèo cũng hay biết, trâu bò nó cũng nhìn, nó cũng hay biết, nó cũng nghe, nó cũng biết. À, nhưng mà cái niệm này nhắc thầm tâm đó, nhắc tâm đó, tách biệt ta khỏi cái đồng hóa với cái thấy, cái nghe, cái nhìn, cái nếm đó, tách biệt thật ra, không đồng hóa. Này, tâm, đang có cái việc này đấy, đang xảy ra đấy. Quan sát nó đi, xem nó làm sao, nó như thế nào. Cái đó, nói dài dòng như vậy đó, nhưng mà trong tâm nó chỉ thoáng qua nhất, nhất đặt, nghe, nhìn, đau, nhức, chỉ có thế thôi. Nhưng mà toàn bộ cái tâm trí của chúng ta bắt đầu quay vào đó, tập trung vào đó. Và cái đây là nó hoạt động tương tâm, tương tự như một cái tâm tầm đấy. Tức là hướng tâm vào đối tượng. Khi mà chúng ta hướng tâm vào đối tượng thì chúng ta bắt đầu quan sát. Chúng ta nhìn như thế này đó, nó nhiều thứ để nhìn đó. Nhưng mà chúng ta hướng tâm vào ai, chú ý đến ai, chú ý đến cái gì mới là, thì cái điều đó nó mới nổi lên, nó rõ lên. Bây giờ chúng ta sư nhìn này thấy bao nhiêu người trong này, người áo xanh, người áo đỏ, người áo nâu, người áo trắng, người nam, người nữ, đủ các thứ. Nhưng mà sư hướng tâm đến người nào thì cái khuôn mặt người đó nó rõ lên, còn người khác thì lờ mờ xung quanh chả biết. Các vị để ý ra, các vị nhìn lên đây vậy. Trên đằng sau sư là ảnh, là tranh, là ghế, là bàn, là sách, là hoa, là quả, đủ các thứ, các vị có thể nhìn thấy đủ. Các vị hướng tâm vào cái gì, cái đó nó rõ lên. À, có phải không? Nhìn như này, như các vị hướng tâm vào bông hoa thì bông hoa rõ lên, còn mặt sư nó chả thấy rõ đâu. Các vị tự nhìn thử mà xem. Cái đấy là cái hiển nhiên. Và cái này là cái công cụ, cái phương tiện này nó chỉ có trong phương pháp Ngài Ma Si, rất đặc biệt, rất là độc đáo, rất là có hiệu quả. Mà ai biết cách sử dụng nó, tiến bộ rất nhanh. Nó nhắc cái là mình quay lại, nhắc cái là mình quay lại. Đừng có lơ mơ, đừng có chạy lông bông nữa. Chỉ tập trung vào cái nó vừa nhắc thôi. Học được cái cách phương pháp này là vô cùng hữu hiệu, vô cùng quý giá, quý báu. Mọi người khác không biết cách thực hành này, không hiểu cái giá trị của cái việc niệm thầm nhắc tâm đó, mà người ta gọi nó là người ta không thực hành, người ta phán xét từ bên ngoài vào đó. Người ta bảo là dán nhãn hiện tượng. Không phải, chúng ta không dán nhãn, ta chỉ mượn tạm cái tên để ta hướng cái tâm ta vào. Ta không gọi tên cái đó, ta không coi cái đó là cái tên đó là quan trọng. Mà nó chỉ là gì? Phương tiện giúp cho chúng ta hướng tâm vào thế thôi. Những người ngoài không biết, người ta bảo là cái phương pháp này là dán nhãn này, cái hiện tượng phòng xẹp đấy nó có phải phòng xẹp đâu mà đặt tên cho nó là phòng xẹp. Ví dụ đấy, nó có cái gì đâu, nó là cái thế nọ thế kia. Người ta không thực tập, người ta không hiểu biết. Ngay cả những người đã thực hành tinh sát đi theo Ngài Ma Si mà không được thực hành đúng, mà không có sự hướng dẫn như sư đang hướng dẫn đây, các vị không biết cái điều đó. Các vị làm cái máy móc niệm, có nghĩa là niệm lại đồng hóa với niệm, tức là chánh niệm cũng phải. Niệm đây chỉ mới là gì? Nhắc tầm thôi. Và các vị cứ nhắc tầm thầm thôi, nhắc này nhắc xuông, cuối cùng chẳng quan sát. Nhắc xong là phải quan sát cơ, thì mới vào quá trình bắt đầu mới làm minh sát ở đó. Chứ nhắc không niệm xuông, cứ đau rồi muốn cho hết đau, không có khi nào, cách nào giúp những người như vậy được. Các vị có tu tập thiền tứ niệm xứ minh sát một kiếp, hai kiếp, đến trăm kiếp cũng vẫn vậy à? Tại vì sao? Không có sự hướng dẫn đúng đắn. Các vị cứ niệm xuông, quan sát xuông, hoặc là niệm xuông hoặc quan sát xuông, quan sát xuông cũng nguy hiểm lắm. Cứ hay biết dòng hóa với hay biết của chính tôi, thấy tôi, nghe tôi, nhìn tôi, hiểu tôi biết, chả có tác dụng gì trong cái minh sát à? Chẳng khác gì con bò nó nhìn. Bỏ nó nhìn thấy cái này cái nọ, mình nhìn thấy cái này cái nọ, cứ bảo là tôi hay biết mà gọi đấy là thiền minh sát, không phải. Các vị lưu ý cho sư cái
cái khác biệt trong cái thiền minh sát, nó có sự vi tế tế nhị trong cái thực hành ở chỗ đó. Là làm sao nhắc xong phải thực hành, đừng có làm sao nhắc xuông, tức là niệm xuông, mà cũng đừng làm sao đừng có quan sát xuông mà không có cái sự nhắc nhở tách ta ra khỏi cái đối tượng quan sát đó. Cái này rất quan trọng trong cái thực hành chúng ta. Có tiến bộ thực sự hay không là do chúng ta hiểu được cái điều mà sư vừa nói hay không. Hai cái yếu tố này vô cùng quan trọng trong cái việc thực hành chúng ta. Chúng ta phải ngay lập tức, ngay từ đầu biết được cái điều đó để chúng ta thực hành. Như vậy là chúng ta xong cái phần gì? Câu trả lời của thiền minh sát là cái gì rồi, đúng không? Trong sinh hoạt hàng ngày thì bất kỳ cái điều gì ra mà khi nào? Bất kỳ cái điều gì ra nó... Ví dụ như bây giờ, đối tượng quan sát thiền minh sát của quý vị là gì? Nghe này, nhìn này, ngồi này, đụng chạm này, thỉnh thoảng quý vị phải nhắc đấy. Để làm sao? Để cho có sự tỉnh giác hay biết đấy. Đang nghe thì thỉnh thoảng nhắc là đang nghe đấy, đừng nghĩ lung tung. Nghĩ vào lúc đấy là chúng ta quên, không biết là thiền sư nói gì, thiền sư nói nửa câu mình đang nghĩ rồi, nửa câu còn lại không biết nói cái gì. Và cái đó thường xuyên xảy ra đối với chúng ta, và chúng ta phải tập luyện, chúng ta mới khắc phục được, chứ không đơn giản đâu. Cái nó nói như vậy đơn giản thôi, nhưng mà để khắc phục cái đó là cả một cái công phu, chúng ta phải hạ thủ công phu, phải tập luyện nhiều đó, rèn luyện nhiều đó. Mà cách luyện tập nhiều thì kiểu mà sư đã nhắc có mọi người ấy, mà một cách rất đơn giản ấy, là sao? Mỗi khi chúng ta thất niệm thì chúng ta làm gì? Làm lại, nhớ cho sư mỗi cái từ làm lại cho sư. Đừng có kêu ca làm sao tôi thất niệm, làm sao tôi chả chịu nhớ, tại sao tôi thế nọ thế kia, trách móc rồi gì, tại sao con cứ tham, con cứ sân, con cứ si. Làm lại cho sư thôi, quan sát cho sư. Tức làm sao? Làm lại tức là gieo nhân thôi. Gieo nhân nó chưa có quả đâu, nhưng sau này nó sẽ có quả. Đơn giản nó vậy thôi. Không dễ không? Học thiệt với sư mọi người này bảo sư nói cái gì cũng dễ, làm cái gì cũng dễ. Sư là người thế nọ, sư kia, không, chả có gì đâu. Cứ làm đúng như thế cho sư. Cứ mỗi lần như vậy, cứ làm lại cho sư. Không có gì đâu. Cứ hãy tin vào cái điều đơn giản thế đi. Và cứ làm như vậy đi. Đừng có nghĩ khó dễ gì đây. Khó, nghĩ khó dễ rồi chỉ làm hại cho các quý vị. Nó cản trở cho các quý vị, nó không có ích gì các quý vị đâu. Các vị cứ làm như thế, cứ nghĩ như thế, cứ sư nói như vậy. Các vị, sư bảo làm lại, các vị cứ làm lại cho sư. Thế thôi. Đừng có nói là sư nói dễ, nói khó, hay là cái việc này khó dễ đối với mình, chả với gì cả. Quý vị cứ đơn giản, quý vị làm lại cho sư. Ngay từ ngay lúc đó, nhớ ra cái là chánh niệm này, ngay lập tức thế thôi. Đang bay bổng ở đâu khác, nhớ ra cái biết ngày quay về, phòng xẹt cho sư. Đơn giản vậy thôi. Có làm được không? Ai còn bảo không làm được nữa thì sư cũng chịu luôn. Không có cách nào để có thể giúp thêm được cho các quý vị nữa. Như vậy chúng ta đã có một cái câu hỏi, trả lời xong câu hỏi liên quan đến thực hành, pháp thực hành của chúng ta. Thực hành mới là quan trọng nhất, sư bao giờ cũng nhấn mạnh với sự thực hành. Câu hỏi thứ hai mà câu hỏi phải biết rất rõ ràng, rất cụ thể và rất dành minh bạch trong từng giây phút là phải biết ngoài cái việc cái gì rồi là phải biết như thế nào. Và hai cái yếu tố quý vị đã từng nghe và hy vọng quý vị vẫn còn nhớ đến hôm nay, và hy vọng quý vị nhớ thêm vài ngày nữa. Sau đó các vị lại tiếp tục học ôn lại, thì các vị lại nhớ tiếp được vài ngày nữa. Và sau vài ngày nữa các vị lại học lại, các vị lại nhớ tiếp vài ngày nữa cho sư. Và cứ thế các vị tiếp tục cái quá trình đó. Và các vị sẽ nhớ suốt đời, các vị sẽ làm suốt đời, các vị sẽ thực hành suốt đời. Và cái kết quả sẽ đến các vị không có, không nghi ngờ gì đâu. Hiểu không? Trong mấy hôm nữa thì về học lại, ôn lại bài này. Hả? Cho sư một lời hứa đi. Hả? Ít nhất là 3 ngày nữa đọc lại cho sư cái nhé. Trong thế thì nói như vậy để thấy các vị biết là phải làm sao, trả lời là như thế nào. Như thế nào là ở đâu là sao? Có hai yếu tố, một là liên tục và tỉ mỉ. Muốn biết liên tục như nào, tỉ mỉ như nào, có đúng không, các vị đọc lại cái bài giảng của bài huấn luyện, bài hướng dẫn của ngài Ma Si, trong đó nói rất rõ liên tục là đầu giữa cuối của một hiện tượng, từ hiện tượng này sang hiện tượng khác, và từ sáng đến tối không lúc nào nguôi nhé. Đơn giản như vậy thôi. Sự đúng đạo đơn giản.
Thật sự nó là đơn giản đó. Các vị hãy nhìn mọi vật một cách đơn giản đi. Để tức khắc nó thấy thật sự nó cũng đơn giản thật. Rồi cái hai là nữa, cái tiếp nữa là phải sao? Tỉ mỉ có nghĩa là sao? Đặc tính riêng, đặc tính chung, nhá. Tỉ mỉ chứ không phải là tỉ mỉ tức là cụ thể rồi thì chi tiết rồi thì vân vân, cuối cùng chả biết chi tiết cụ thể nó là cái gì. Đặc tính riêng, đặc tính chung, đặc tính riêng của các sắc pháp là nóng lạnh cứng mềm, nóng lạnh cứng mềm, chuyển động, dính ướt, các thứ đó nó liên quan trực tiếp đến các cái chúng ta quan sát xem nó có mặt ở đấy không, có rõ được không. Nếu mà chưa rõ thì đừng có đi tìm nhé. Lại tiếp tục cứ quan sát thì đến lúc nào đó cái trí tuệ của chúng ta sắc bén thì nó sẽ thấy thôi. Các vị mà đi tìm là các vị tu mệt lắm, căng thẳng lắm, lúc nào cũng thấy sao mãi người ta thấy, người ta nói cái này cái nọ, sao mình mãi chẳng thấy, không thấy không sao cả nhé. Cứ từ từ làm đúng thì nó sẽ thấy. Các vị càng cố theo cái hướng kia tìm nó đấy, các vị càng sai lại càng không bao giờ thấy cả nhé. Hiểu không? Không thấy thì các vị cứ tiếp tục quan sát, cứ hay biết rõ ràng là ta thấy lờ mờ, thế là được rồi. Các vị mà lại cứ thấy lờ mờ, các vị cứ muốn rõ sao? Ông kia ông chỉnh pháp nói hay thế, nói đủ các thứ, nào nóng nào lạnh nào cứng nào mềm nào xoay xoay nào chuyển, mình thì chẳng thấy gì cả hả? Có phải vậy không? Đừng có theo người ta, mình cứ như nào mình cứ vậy thôi, đừng có tìm kiếm cái gì hết, đừng có tìm kiếm cái gì hết nhé, đừng có tìm kiếm cái gì hết, đừng có tìm cái gì nó khổ mình ra nhé. Cho nên chúng ta chú ý cho sư cái điều đó, tỉ mỉ là như vậy nhé. Tức là thấy được các đặc tính riêng, đất nước nóng lửa thì đất thì cứng mềm, lửa thì nóng lạnh, gió thì chuyển động vân vân. Còn các đặc tính riêng của các tâm thì có tham sân si gì đó, vui buồn gì đó, tất cả biết rõ. Mà cái đó nó chuyển động nhanh lắm, thay đổi nhanh lắm. Đang vui cái bắt đầu vừa hơi vui cái nó đang nghĩ sang chuyện khác, nên lại chuyện giờ hơi nhanh lắm. Rồi nó lại quay lại vui, lại buồn, lại vui trong một cái nhóm ấy, đủ thứ rồi. Bây giờ các vị rất là thô lắm, cái quan sát của vị rất thô, rất ấy. Nhưng mà cứ phải kiên nhẫn, kiên trì, cứ lặp đi lặp lại cho sư nhé. Rất chắn là sẽ ra. Chúng ta đang gieo nhân, mà chắc chắn gieo nhân lấy thì chúng ta sẽ có quả, đến một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy rõ được cái đó, những cái thứ đó nhé. Thế là câu thứ hai rõ rồi, câu thứ ba. Để làm gì? Để thực chứng, để trực tiếp kinh nghiệm, để thể nhập. Mấy cái từ đó là như nhau đó nhé, về nội, về ý nghĩa, về nội dung, nó tương tự gần gần nhau, nó khác nhau một chút, nhưng mà đại để nó có cái ý nghĩa, nó thực chứng tự mình thấy biết cái đó, hiểu biết cái đó, liễu ngộ cái đó, chứ không phải là do nghe người khác, không phải văn tuệ, không phải là cái đầu óc nó tư duy, nó nghĩ, mà nó thực chứng cái đó. Mà đã thực chứng ấy, thực chứng thật sự ấy, nó không có từ ngữ gì đâu, nó không ngôn từ đâu, mà đã sang ngôn từ là văn tuệ và tư tuệ rồi đó. Trên sư nói là cái văn tuệ và tư tuệ mà nó xuất hiện, các vị ghi nhận thôi, chứ các vị đừng có tin vào đấy là cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Nó mà đã xuất hiện dưới dạng ngôn từ rồi đó, là như vậy đó. Nó thành văn tuệ và cái tư tuệ, nó dùng các phương tiện để chúng ta giao tiếp với nhau rồi, chứ đừng có tin vào đấy là thực chứng, là cái kinh nghiệm thực chứng đâu. Ví dụ các vị nhìn vào cái màu của cái bàn này này. Các vị đang trực tiếp kinh nghiệm cái màu của nó rồi, đúng không? Bây giờ các vị bảo tôi nhìn thấy cái màu này là màu vàng rồi. Người này bảo đây tôi nhìn thấy cái màu xanh nõn chuối này. Không quan trọng đâu, từ ngữ nó chỉ là cái phương tiện giúp nhau thôi, nói chuyện truyền thông rồi. Nhưng các vị nhìn thấy cái màu này rồi, sư mà dặn các vị ra cửa hí tiệm đó, sư cần hai cái này nữa để trải bàn, cũng cái màu lúc thì sư gọi là màu nõn chuối, lúc thì gọi màu vàng nhạt, là các vị kiếm được cho sư đó, đúng không? Tại vì làm sao thực chứng rồi, từ ngữ nó không quan trọng nữa, không chính xác cũng không sao. Nói sư nói kiểu gì các vị cũng mang cái này về cho sư. Các vị không mang cái màu đỏ, không mang một cái màu vàng khè, không mang cái màu xanh lè về đây cho sư đâu, có phải vậy không? Nhưng mà cái người mà sư gọi điện thoại mà các vị không nhìn thấy cái này đấy, mua cho sư một cái khăn màu nõn chuối đó, đố các vị mang được cái màu này về đây cho sư. Không có ngôn từ cách nào mà có thể diễn đạt cho người ta để người ta mang về đâu. Cho nên cái văn tuệ, tư tuệ nó không có giá trị trong cái trường hợp mà trực tiếp kinh nghiệm lắm nhé. Trực tiếp kinh nghiệm, đấy là cái quan trọng nhất. Khi đã trực tiếp kinh nghiệm, tức là trực nghiệm cái gì? Sự sinh diệt, tức là trực tiếp kinh nghiệm cái gì? Khổ vô thường vô ngã,
mà khi thấy tất cả cứ vô thường khổ vô ngã, cứ biến đổi sinh sinh diệt diệt, sinh sinh diệt diệt, không có cách nào cản trở được nó, không có gì ngăn cản được nó, không có một thế lực nào, không một đấng tạo hóa nào, không có một cái gì có thể ngăn cản được nó, cái sự biến đổi thay đổi đó. Và nó cứ không thể nào nắm bắt, không thể nào mà truy tìm được nó như vậy, thì chúng ta sẽ làm sao? Ta thấy nó hoàn toàn trống rỗng, vô nghĩa. Và chúng ta không còn bám chấp, bám thủ, tìm kiếm cái nó nữa. Cho nên cái tham nó không còn, sân nó không còn. Và chúng ta thấy nó có nhàm chán với những thứ đó. Cái mà ta tưởng là đẹp chứ có phải là đẹp đâu. Là ảo tưởng cả. Cái ta tưởng là ngon có phải ngon đâu. Cái ta tưởng là tốt có phải tốt đâu. Cái ta tưởng là lạc có phải lạc đâu. Cái ta tưởng là thường hằng đâu có phải thường hằng. Chúng ta làm sao? Ta nhàm chán. Nhàm chán thì ly dục, ly tham. Ly dục, ly tham là giải thoát. Đó, con đường của chúng ta như vậy. Bắt chánh đạo nó ở đó đó. Tứ niệm, tiến xứ nó cũng ở chỗ đó đó. Nhưng mà liên quan trực tiếp đến cái gì? Sự thực hành của chúng ta. À, sự thực hành của chúng ta. Như vậy chúng ta đã từ cái xuất phát đầu tiên, cái thông điệp của sư đối với các vị là xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây. Vì sao? Vì mỗi cái giây phút chúng ta vô cùng quý hiếm, hy hữu, vô cùng là không có cái lời lẽ nào có thể nói được cái sự hy hữu đó. Và vì sự hy hữu đó, quý báu đó, thì chúng ta phải làm gì với cái thời gian mà quý báu mà chúng ta có được, sinh ra làm người ngắn ngủi như vậy, mong manh như vậy, cuộc sống chúng ta mong manh, ngắn ngủi như vậy, hy hữu như vậy, chúng ta phải làm gì để có ích cho chính bản thân ta. Và chúng ta có một cái hy hữu khác nữa mà chúng ta được có cái phước báu có được đó, là được gặp chánh pháp, và chúng ta biết lắng nghe cái lời Đức Phật dạy đó, để chúng ta sử dụng cái thời gian quý báu chúng ta làm gì? Là vun bồi các cái yếu tố để có thể dẫn tới chấm dứt sinh tử luân hồi khổ đau phiền não của cái cứ sinh diệt, của cái sinh ra diệt đi, sinh ra diệt đi của cái kiếp sống này kiếp sống khác đó, để chúng ta làm sao thoát khỏi cái đó. Vì làm sao? Đau khổ đã là quá đủ rồi. Hay là chưa đủ thôi các vị? Các vị muốn tiếp tục tùy, tin hay không tin thì các vị nhé. Làm theo không làm theo thì các vị, đi hay không đi thì các vị, đi đến nơi hay không đến nơi thì các vị nhé. Thì không có bắt đâu, không thuyết phục đâu, không làm gì, tôi chỉ ra thế thôi. Ai làm được bao nhiêu làm nhé. Sư có sư rất hoan hỉ là có cơ hội để chia sẻ với các vị những cái điều này mà thôi. Và mong các vị ghi nhớ được vài cái điều cốt lõi nhất trong đó qua cái bài giảng ngày hôm nay, như là một món quà pháp bảo của sư tặng đến mọi người, các mọi người có thể mang theo trong cái hành trình đi đến cái giác ngộ giải thoát cuối cùng của mình. Mong cho các vị được thành tựu như ý nguyện. Và trước khi kết thúc thì các vị nhắc theo sư cái lời mà đầu tiên mà chúng ta đã là cái đề bài của cái bài giảng ngày hôm nay đó, là xin hãy đừng vi phạm đừng dù chỉ mỗi một giây. Và các vị nhắc theo sư: xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây. Sau đây thì chúng ta sám hối cả cái khóa thiền này, thân khẩu ý chúng ta vô tình hay hữu ý đã phạm cái lỗi gì đó, chúng ta sám hối. Rồi chúng ta với cái tâm trong sạch, trong sáng, chúng ta giải tâm từ. Sau đó chúng ta hồi hướng phát nguyện và để kết thúc cái khóa thiền một cách viên mãn, với tràn đầy các cái phước lạc mà chúng ta đã tạo ra trong những ngày này. Thế các vị cùng với sư hồi sám hối những cái lỗi lầm mà chúng ta đã chẳng may phạm phải từ trước đến nay cũng như trong suốt 2 ngày qua. Sau đó là chúng ta với cái tâm thanh tịnh chúng ta giải tâm từ, và sau đó chúng ta hồi hướng phát nguyện, hồi hướng và chúng ta kết thúc cái khóa thiền. Vì lòng lạc và không minh mẫn, nên tôi đã có hành động lời nói ý nghĩ sai lầm. Làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì lầm lạc và không minh mẫn, nên tôi đã có hành động lời nói và ý nghĩ sai lầm.
làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và suy nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay làm lành lánh giữ giữ tâm trong sạch. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay làm lành lánh giữ giữ tâm trong sạch. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay làm lành lánh giữ giữ tâm trong sạch. Với cái tâm thanh tịnh như vậy, chúng ta bắt đầu giải tâm từ tới tất cả các chúng sinh. Aham Averohomi. Mong cho tôi không bị hận thù và hiểm nguy. Abhya Vajohomi. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm. Adigohomi. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân. Sukhiyatanam. Pariharami. Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc. Mama. Mata pitu. Acharya cha. Natimita cha. Sapramacharino cha. Mong cho cha mẹ, thầy tổ và thân quyến và bằng hữu. Avera hontu. Không bị hận thù và hiểm nguy. Abhyabhaja hontu. Thoát khỏi sự khổ tâm. Adiga hontu. Thoát khỏi sự khổ thân. Sukhiyatanam. Pariharantu. Giữ gìn thân tâm được an lạc. Ima samim arame. Sabe yogino. Mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này. Avera hontu. Không bị hận thù và hiểm nguy. Abhya Pacha Hontu. Thoát khỏi sự khổ tâm. Adiga Hontu.
thoát khỏi sự khổ thân. Sukhiya tana Ariharantu, Ariharantu. Giữ gìn thân tâm được an lạc. Ima samin arame, sabe bhikkhu, samaniraccha, upasaka, upasikayocha. Mong cho tất cả chư tăng sa di, cư sĩ nam và cư sĩ nữ ở nơi này. Avera hontu, Avera hontu, Abhyavaja hontu, Abhyavaja hontu. Thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ tâm. Adiga hontu, Adiga hontu, thoát khỏi sự khổ thân. Sukhiya tanam, Sukhiya tanam, Ariharantu, Ariharantu. Giữ gìn thân tâm được an lạc, giữ gìn thân tâm được an lạc. Amakam, Amakam, Chatupachaya, Chatupachaya, Dayakam, Dayakam. Mong cho các thí chủ cúng dường thứ vật dụng. Avera hontu, Avera hontu, không bị hận thù và hiểm nguy, không bị hận thù và hiểm nguy. Abhyavaja hontu, Abhyavaja hontu, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ tâm. Adiga hontu, Adiga hontu, thoát khỏi sự khổ thân. Sukhiya tanam, Sukhiya tanam, Ariharantu, Ariharantu. Giữ gìn thân tâm được an lạc, giữ gìn thân tâm được an lạc. Amakam, Amakam, Araha Devata, Araha Devata. Ima samin vihare, Ima samin vihare, Ima samin avase, Ima samim avase, Ima samim arame, Ima samim arame. Mong cho các chư thiên hộ pháp nơi tu viện, mong cho các chư thiên hộ pháp nơi tu viện, nơi cư ngụ này, nơi cư ngụ này, và nơi đây, và nơi đây. Araha devata, Araha devata. Mong cho các chư thiên hộ pháp, Avera hontu, Avera hontu, không bị hận thù và hiểm nguy, không bị hận thù và hiểm nguy. Abhyavaja hontu, Abhyavaja hontu, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ tâm. Adiga hontu, Adiga hontu, thoát khỏi sự khổ thân. Sukhiya tanam, Sukhiya tanam, Ariharantu, Ariharantu. Giữ gìn thân tâm được an lạc, giữ gìn thân tâm được an lạc. Sabbe satta, Sabbe satta, Sabbe panna, Sabbe panna, Sabbe bhuta, Sabbe bhuta, Sabbe pugala, Sabbe pugala, Sabbe atabhava, Sabbe atabhava, Ariyapanna, Ariyapanna, Sabbaitiyo, Sabbaitiyo, Sabbe purisa, Sabbe purisa, Sabbe ariya, Sabbe anariya, Sabbe anariya, Sabbe deva, Sabbe
sa sa be man du sa sa be vili patika sa be vili patika. Mong cho tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, các sinh vật, động vật và chúng sinh có thân và tâm, tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc. Avera hontu, không bị hận thù và hiểm nguy. Abhya pancha hontu, thoát khỏi sự khổ tâm. Aniga hontu, aniga hontu, thoát khỏi sự khổ thân. Sukhiya tanam, sukhiya tanam, ariharantu, ariharantu, giữ gìn thân tâm được an lạc. Dukha muchantu, hết khổ đau. Yatalada sampatito, mavikacchantu, mavikacchantu, không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có. Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có. Kamasaka, kamasaka, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Purati maya disaya, purati maya disaya, nơi phương đông, pachimaya disaya, pachimaya disaya, nơi phương tây, uttaraya disaya, uttaraya disaya, nơi phương bắc, dakhimaya disaya, nơi phương nam, dakhinaya anudisaya, dakhinaya anudisaya, nơi phương tây nam, hetimaya disaya, hetimaya disaya, ở hướng dưới, uparimaya disaya, hướng trên, sabe sata, sabe sata, sabe pana, sabe pana, sabe buddha, sabe buddha, sabe pugala, sabe pugala, sabe atabawa, sabe atabawa, tariya pana, saba itio, saba itio, sabe purisa, sabe purisa, sabe aria, sabe aria, sabe anaria, sabe anaria, sabe dewa, sabe dewa, sabe manusa, sabe vinipatika, sabe vinipatika, mong cho tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, và chúng sinh có thân và tâm, tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc thánh, người phàm, chúng thiên, loài người, những ai không còn hạnh phúc. Avera hontu, avera hontu, không bị hận thù và hiểm nguy. Không bị hận thù và hiểm nguy. Abhya pancha hontu, abhya pancha hontu, thoát khỏi sự khổ tâm. Thoát khỏi sự khổ tâm. Ariga hontu, ariga hontu, thoát khỏi sự khổ thân. Thoát khỏi sự khổ thân. Sukhiya tanam, sukhiya tanam,
Arihantu. Arihantu. Giữ gìn thân tâm được an lạc. Giữ gìn thân tâm được an lạc. Dukkhamucchantu. Dukkhamucchantu. Hết khổ đau. Yathalada. Sampatito. Sampatito. Avigacchantu. Avigacchantu. Không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có. Kamasaka. Tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Uddayava. Bhavagacha. Xa như cảnh giới cao nhất. Addoyava Abhichito. Đến xuống cõi thấp nhất. Samanta Chakavalesu. Trong toàn thể vũ trụ. Yesatta Pathavichara. Bất cứ chúng sinh nào đi trên mặt đất. Abhya Pancha Niveracha. Mong cho thoát khỏi sự khổ tâm, khổ tâm và thù hận. Didukha cha nupadawa. Uddamyawa. Bhavagacha. Xa như cảnh giới cao nhất. Addoyava. Avichito. Đến xuống cõi thấp nhất. Samanta Chakavalesu. Trong toàn thể vũ trụ. Yesatta Udakechara. Bất cứ chúng sinh nào đi chuyển di chuyển trong nước. Abhya Pancha Niveracha. Mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và thù hận. Didukha cha nupadawa. Và những khổ thân và dục nguy. Uddamyava. Bhavagacha. Xa như cảnh giới cao nhất. Addoyava. Avichito. Đến xuống cõi thấp nhất. Samanta Chakavalesu. Trong toàn thể vũ trụ. Yesatta Akasechara. Bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong không khí. Abhya Pancha Niveracha. Mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và thù hận. Didukha cha nupadawa. Didukha cha nupadawa. Và những khổ thân và hiểm nguy. Himaya. Himaya. Dhammano. Dhammano. Dhammapatipatiya. Dhammapatipatiya. Buddham pujehi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp. Con xin hết lòng tôn kính Phật. Himaya. Dhammano. Dhammapatipatiya. Dhammapatipatiya.
Dhammam Bhujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính pháp. Vimaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sangham Bhujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính tăng. Vimaya Dhammanu Dhammapatipatiya Matapitaro Bhujemi. Với sự thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính cha mẹ. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Acharye Bhujemi. Tôi xin thực tập theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính thầy tổ. Abda Imaya Patipatiya Chara Maranama Parimujisami. Với sự hành thiền, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết. Idame punya asava kaya vaham hotu. Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc. Idame sila magapala nyanasa pachayo hodu. Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt đạo quả. Imano punya bhagam sabba sattana dema. Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sinh. Sabbe sattana sukhita hontu. Sadhu.